Alo, chào anh em ngoài chị lớp mình là từ lũ anh chị Tám. Rất buồn quay trở lại bạn là trong video ngày hôm nay khi mà tiếp tục lại phải đăng một cái ạc ở S60 đem bán. Mình cũng không muốn đăng làm gì cả đâu, nhưng mà thật sự thôi, các anh em đã không có thời gian chơi rồi, nghỉ chơi rồi, các bạn nhìn thấy ạc nó thọt hơn mất khá nhiều so với mấy hôm trước. Nên thành ra thôi cố giúp các anh em, thứ nhất là gỡ gạc lại được chút, dù nó cũng không nhiều lắm sau cái số tiền đã bỏ ra để nạp. Này, ác này cũng nạp lên đến VIP rất là cao các bạn ạ. Tí nữa là VIP 10 thôi, một gói 2.250 cương nữa là lên VIP 10 thôi, nạp rất nhiều rồi. Đội hình thì cũng ngon nghẻ, và tới 3 con tư chất 15 phủ sáng tới hụt luôn rồi. Đấy. Bạn này thì bạn ấy rất là yêu thích con Mai, nên thành ra các bạn nhìn thấy dồn lực cho Mai rất là kinh đúng không? Mai hơn 100 lực chiến, vượt xa so với cả Kyo với cả con Ainis là tư chất 14. Còn so với tư chất 15 thì nó cũng ngang bằng luôn. Đấy, ngang bằng với tư chất 15 luôn. Đấy, mình check môn này một tí các bạn nhá. Đấy, rất là tiếc, bạn ấy bận quá thành ra không có thời gian chơi, lâng đến tầng tầng thất môn rồi các bạn ạ. Thất môn này, lục môn này, tứ môn này, nhị môn này. Đấy, rất là thôi, cái này công việc ngoài đời của các anh em thì mình chẳng thể kiểm soát nổi, mình chỉ có thể hỗ trợ tư vấn như này thì khác về đội hình thôi, trong game thôi, còn đâu ngoài đời thì chịu thôi. Nên thành ra là đấy, nhiều bạn lại cứ bảo là tại mình thì thành ra người ta bán ạc nhiều ấy. Sự mình cũng chả biết nói như nào đó, thôi người ta muốn nói như nào thì nói vậy các bạn ạ. Chứ thôi, việc mình thì mình cứ làm này, chê trách thì cứ kệ họ thôi, thì mình chấp nhận thôi, chứ chả có cái nào khác. Đấy, bỏ cái thứ nhất là bán thì anh mình nghĩ là chủ ạc được lợi lại một tí, dù nó không nhiều, nó một chút. Đấy, chứ thường thường ở game khác như mình thì ngày xưa chơi mấy game chơi xong là tôi bận đi hoặc giữa chừng đấy là vứt đi, chứ còn đâu lấy được cái gì đâu. Dù là thường thường chơi game mà đều phải nạp cả mà các bạn. Bây giờ làm gì có mấy cái game nào free hoàn toàn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình nghĩ rằng riêng với S60 thì cũng hụt thì mất một người chơi. Nó cũng là một sự mình nghĩ là mất mát của S60. Nhưng mình hy vọng là có bạn nào đấy dù là mới chơi hay là chơi lâu rồi có thể lấy được cái ạc này về chơi. Thứ nhất là đỡ tốn rất là nhiều tiền để nâng VIP cao. VIP cao này thì mỗi ngày mình lấy ví dụ được một cái chiến tướng thần chẳng hạn. Quay mèo thì đạt yêu cầu dư yêu cầu quay mèo full mốc chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ là tốt nhất. Thì nó sẽ tiết kiệm được, chơi có thể chơi lâu dài. Đấy. Đội hình thì mình nghĩ là căn cơ của nó cũng rất là ổn rồi. 3 tư chất 15 sáng tới hổ. Mai rất là khỏe rồi. Đấy, hôm nay hồi hiệu ổn sách, đá thần, đá giết các thứ. Nói chung VIP 9 thì các bạn cũng thấy rằng nó không phải là yếu đúng không? Kim cương thì tiêu láo, nó cũng là tiêu kim cương, úp vào đội hình. Đấy, áng này được trước ngang với mình cũng trong top 1x với 2x đấy. Vì không online nhiều nên thành ra là nó bị tụt xuống top top tận 3x, 4x. Đấy. Canh me được thì đánh được lên top 3x. Đấy. Nên có canh được đâu các bạn ạ, chủ ạ không online được, bận công việc ngoài đời thật sự. Đấy, phải giữa phải lựa chọn công việc và trò chơi game thì mình nghĩ rằng nếu là mình thì mình cũng sẽ lựa chọn công việc thôi. Nên các bạn ạ, bao giờ có thời gian rảnh vào cày sau, lấy mua khác sau hoặc chơi lại server mới sau. Đấy, chứ còn đâu công việc ngoài đời mà nó không ra gì, cứ game không thì không làm được câu các bạn ạ, nó không yên tâm được đâu. Đấy, chia sẻ với các anh em. Còn áng này thì tất nhiên là anh em nào mua thì chắc chắn là sẽ để lại giá rất là hời cho các anh em. Mình định đăng ạc là 1 triệu ấy, nhưng mà thôi, cái gì nhảy rất thẳng thắn luôn cho những anh em là vào chơi cùng server luôn. VIP 9 đây là bao nhiêu? Là tới 12.000 kim cương rồi, gần 13.000 kim cương rồi, khoảng 4 gói này rồi. Là khoảng 6-7 triệu rồi. Ít thì đâu. Giá này bao gồm mọi chi phí là 800k. Anh em nào nhanh tay thì mời gia nhập S60. Đặc biệt những anh em nào thật sự là tâm huyết. Đấy, có thể là không có nhiều về mặt tài chính. Đấy, vì mỗi tháng làm lợi tức không thì cũng được. Đấy, nhưng mà tâm huyết về server chúng ta hoàn toàn có thể hưởng chọn được niềm vui các bạn ạ. Đấy, bạn nào muốn thì liên hệ với mình trong số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Ở đây là video bạn ạ, tập số 69.